Đó, bạn thấy nhiều câu rồi đó, mình với bạn câu đó đang đi câu mà coi như là đang tiết ra luôn các bạn đó. Sơ à, tiết ra mùa hè các bạn đó. Đây tiết ra tiết ra đó. Bạn thấy không? Đó, đây mình ghiền cái câu đó. Thì bây giờ là coi như là cuối tháng 4 rồi và tháng 5 rồi mà coi như là mùa xuân và coi như cuối mùa xuân rồi các bạn đó, mà tiết vẫn còn rơi các bạn thấy không, đi câu ở mùa này coi như là kêu bằng là tiết rơi giữa mùa hè nha các bạn đó, bạn thấy không? Tiết nó giờ bắt đầu là coi như giờ chuyển, coi như đây ở thời điểm này là nhiều khi cái thời tiết đó, nó bất thường lắm các bạn ơi đó. Bây giờ đi câu, đang đi câu trời nắng đẹp, cái nó chuyển qua cái trời u ám, thế là tiết rơi các bạn thấy không đó, bắt đầu rơi càng ngày càng càng nhiều lên các bạn. Nói chung lại là chuyện đi câu á thì đam mê thì là vậy thôi, nên bất chấp dù có mưa gió bão tiết gì cũng đi các bạn đó. Thấy không, tiết càng ngày càng rơi nhiều rồi đó. Cái đây là cái điểm câu cá, ở đây nó gọi là Vispu nghe các bạn. Cái hồ này câu cá đó là nó có thả cá xuống á, nếu mà chúng ta nó gắn một cái láp ở sau đuôi á, cái con cá đó, nếu mà ca coi như là nó láp có 1.000, 3.000, 5.000 đó, thì chúng ta câu được những con cá đó thì coi như là chúng ta được lấy tiền trực tiếp từ cái con cá đó luôn, bạn cho phần sau gửi thì nó sẽ gửi tiền direct cho con thu của mình luôn đó, rất là thú vị các bạn ơi. Mà hôm nay mình đi đây là coi như trời nó càng tiết càng ngày càng rơi nhiều rồi nè, lạnh lắm mùa này rồi, coi như là tới mưa, sắp tới mùa hè rồi mà trời thời tiết còn lạnh lắm các bạn, mà tiết rơi bất ngờ đó. Bạn thấy không, hôm nay đó là đi coi như là câu đây nguyên cái đám bạn mình cũng đông lắm. Chia ra người nơi 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 coi như cái hồ rộng mà các bạn đó, mình thì câu, mình với bạn mình câu ở đây tiết quá rơi luôn, ở đầu là lạnh rồi các bạn, bắt đầu rơi tiếp, rơi tiếp tục nè. Đó, người bạn mình đứng ở sau các bạn. Tiết rơi, tiết rơi giữa mùa hè các bạn ơi. Đam mê câu cá là vậy đó. Nhiều thế, càng ngày nó càng nhiều rồi thấy không?
chết rồi, quá trời các bạn ha. Đang rời sao quá trời luôn á, đi câu coi như là tháng tư, cuối tháng tư rồi mà tiết rơi rồi mà. Wow. Đó mình với các bạn mình câu rồi mà. Quá đẹp không? Quá đẹp tiết rơi nè bạn. Đó. Sau khi nhìn tiết rơi rồi đó, vợ của bạn mình được con gái đầu tiên này các bạn. Đó. Giờ là có cái là có thể nướng ăn được rồi các bạn ha. Ở đây là rất là thú vị các bạn, câu cá lên á, con cá này còn mạnh á nên nó dòng rất là vui các bạn. Ở đây cá hồi mà nó riêng bố ghề này coi như nó có một họ với cá hồi các bạn, cá thịt đỏ đó. Tiết rơi rồi mà cũng còn gió quá các bạn thấy không, nghe hù luôn á. Nó mệt rồi giờ là lôi lên thôi. Đó bây giờ là tiếp tục câu nha các bạn. Thì câu cá thì còn lâu lắm nhưng bây giờ mình cũng kết thúc clip này ở đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau nha. Nếu các bạn yêu thích mình hãy cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hãy đón xem những phần tiếp theo của mình nha các bạn. Bye bye cả nhà.